Hi, xin chào các bạn đã đến với Zin Tarot. Thì chủ đề của trải bài này là ai đang muốn hẹn hò với bạn. Và vì đây là một trải bài chung nên mình mong mọi người hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất nhé. Điều đầu tiên mình thấy người này là người bạn đã từng tiếp xúc, từng gặp mặt. Và hai bạn từng có khoảng thời gian ngắt kết nối hoặc là mâu thuẫn gì với nhau khá là lớn. Nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa thân lại. Nhưng mà cái mối quan hệ này vẫn đỡ hơn trước đây, có thể là nói chuyện lại hoặc là có hỏi thăm về nhau rồi. Mình cảm thấy cái người này với bạn có thể là một mối quan hệ mập mờ, nhưng mà trước đây từng xảy ra mâu thuẫn nên là hai người vẫn đang rất là dè dặt. Và cái người này cũng đang phân vân là mình có nên tiến tới, mình có nên chủ động với bạn hay không. Bởi vì có thể là cái vấn đề trước đây mà hai bạn gây lộn mâu thuẫn với nhau nó khá là lớn, và có một khoảng thời gian ngắt kết nối cũng khá là dài, tầm từ 1 tháng đến 3 tháng thôi. Cái khoảng thời gian ngắt kết nối là cỡ đó, nhưng mà hai bạn vẫn theo dõi nhau, nhưng mà chỉ là theo dõi trong âm thầm thôi.